Trong tận thế, người không có trí thông minh đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Người bình thường trông thấy tang thi đều sẽ dọa cho phát sợ. Nhưng Tôn Tiểu Cường trông thấy Bạch Cốt Sư Vương không chỉ có không sợ, ngược lại bay người lên trước một quyền đánh tới. Bạch Cốt Sư Vương cũng không tránh né. Cả hai ngạnh kháng một quyền. Lúc này Tôn Tiểu Cường cánh tay run lên, phát hiện quái vật này gầy giống như bộ xương đi động, nhưng khí lực xác thực không nhỏ. Kia Bạch Cốt Sư Vương cái mũi nhướng nhướng, phân biệt được mùi vị của Tôn Tiểu Cường. Xem ra trước đó chính là các ngươi đến địa bàn của ta Dương Oai. Thì đã sao, chỗ nào ta trả Dương Oai, địa bàn của ngươi tính là cái gì? Tôn Tiểu Cường căn bản nghĩ không ra gặp nó ở đâu. Bạch Cốt Sư Vương đầu đầy máu đen, phát hiện cái này nhân loại không dáng vẻ quá thông minh. Ăn vào không biết mình có ngu theo không. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên chuyển hướng chỗ rừng sâu nhìn. Cau mày tựa như cảm thấy một cỗ cường đại khí tức chuyển đến. Tính toán một hồi nói ta đi trước, chờ lần sau lại gặp sẽ rớt ngươi. Nói xong xương cốt phía sau cơ thể đôm đốp rung động, lại có một đôi cánh mở rộng mọc ra ra. Sau đó đột ngột từ mặt đất bay thẳng đến trên bầu trời đi. Con mồi này ta mang đi, không phục có thể đến sông đối diện tìm ta. Bạch Cốt Sư Vương rất nhanh tại không trung hóa thành chấm đen nhỏ. Thanh âm khàn khàn giữa khu rừng quanh quẩn. Lúc này thân ảnh của ta vừa lúc xuất hiện bên cạnh Tôn Tiểu Cường. Ta ngước mắt ngóng nhìn bầu trời phía trên, nhìn hắn một cái hỏi thứ gì đó lại còn biết bay. Tôn Tiểu Cường gãi đầu, kia là Sư Vương sông đối diện. Trách không được Tôn Tiểu Cường bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhớ tới mình xác thực đi qua cầu trên sông. Hứa Y một thân ảnh cũng từ trong rừng sông tới. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xuất hiện một tên Sư Vương biết bay, ta vừa đụng độ với hắn. Tôn Tiểu Cường sẽ âm thanh sắc bén nói. Hứa Y liếc lên đôi mắt đẹp hướng lên trời nhìn, lần sau đem kim hà của hắn móc ra làm đền bù. Lúc này thành viên Hắc Hạt đã toàn bộ xuống gặp Diêm Vương, duy chỉ có bị Bạch Cốt Sư Vương bắt đi một tên, còn lại đều bị ta xử lý. Trong lòng ta suy nghĩ lãnh địa xung quanh có Sư Vương khác, làm chuyện gì đều không tiện, sớm muộn cũng sẽ là một cái tai họa ngầm, nhất định phải diệt bọn hắn. Lập tức chúng ta đi ra rừng cây, không có việc gì các ngươi đều trở về đi. Cáo biệt bọn Hứa Y phẩy một mạch ta trở về nhà, lấy điện thoại di động ra lật xem tình báo trên mạng. Tin mừng là chỗ tránh nạn lần lượt tiếp thu người chạy nạn sống sót, số lớn vật tư chuyển di thành công, chỗ tránh nạn vô tuyến tín hiệu đã mở tối đa hóa, tiếp thu được tín hiệu của nhân viên chạy nạn, xin mau sớm đến đây tị nạn. Quan phương chỗ tránh nạn bên trên không có gì tin tức hữu dụng, hỏi xem một chút bảng tin của công ty Tech, xem bọn hắn có gì vui. Kết quả đi lên xem xét quả nhiên rất náo nhiệt. Dòng thứ nhất thông cáo liền cực kỳ bắt mắt, là dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu trọng yếu thông chi. Trải qua công ty của ta nghiên cứu, đã khai phát ra dược tề tiến hóa cho nhân loại, là phổ thông người sống sót, 24 giờ bên trong tiến hóa đến kim hà sơ kỳ. Đầu này kình bạo tin tức, lập tức dẫn tới vô số người bình thường chú ý. Vãi nhái, thật sự có thể nghiên cứu ra. Công ty Tech thật châu chóa, làm sao mua? Ta cùng nội bộ nhân viên liên lạc qua, nói là 3 mảnh kim hà có thể đổi một lọ. Mở kiếp 3 mảnh, cái này chẳng phải là chơi khó nhau sao? Không thể không cảm thán công ty Tech biết làm ăn. Một dược tề tiến hóa não đan kỳ có thể liền đổi 3 kim hà. Quả nhiên khoa học kỹ thuật mới có thể phát tài. Nhưng cái tin tức này với ta mà nói cũng không phải là xấu. Về sau khắp nơi trên đất là kim hà. Hôm qua công ty của ta bắt được một con ngan bối cự nguyên, thể trọng cao tới 5 tấn. Vô luận là dùng tới làm đồ ăn vẫn là làm nghiên cứu khoa học, đều có tác dụng to lớn. Ngoài ra công ty chúng tôi nghiên cứu chế tạo người cải tạo đời thứ hai đã đưa vào sử dụng, có thể bảo đảm an toàn cho người sống sót. Những người sống sót chạy nạn ở thành phố Tân Hải hoan nghênh các người đến công ty tôi tị nạn. Hiển nhiên mấy thông báo này đơn giản là vì trận cuối cùng, để thu hút người ở thành phố Tân Hải chạy trốn, phòng trưng lại là vì làm thí nghiệm sống. Ta trước kia nghe người công ty Tech nói qua, người cải tạo đời thứ hai là dùng giác tỉnh giả cải tạo mà thành, có thể chuyển di hoặc ghép lại năng lực thức tỉnh. Nói cách khác, người cải tạo đời thứ hai có năng lực thức tỉnh, khả năng không chỉ một loại, thực lực vượt xa đời thứ nhất. Lúc ấy ta còn rất hiếu kỳ, dạng này người cải tạo trên thân sẽ có mấy khỏa kim hà. Xem ra là thời điểm xác minh một chút. Ta rất nhanh nhớ tới nhất thời cho phép lấy phát huy được tác dụng. Thế là từ trên ghế salon đứng lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một khu vực bên cạnh, Nhĩ Chiêu Phong đang đứng trên đường phố, thông báo cho mấy tên Kim Thụy tiểu đệ. Gần nhất Giang Bắc là không yên ổn, xâm nhập không ít biến dị thú, còn có nhân loại giác tỉnh giả bốn phía tán loạn. Chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Yên tâm lão đại, ta đã rất cẩn thận. Bên cạnh tiểu đệ liên tục gật đầu. Hôm nay gặp phải một nhóm nhân loại tại lãnh địa chúng ta đi dạo, ta đều không có xuất thủ. Ngươi mợ nó kia là cẩn thận sao? Ngươi kia là ngu ngốc. Nhĩ Chiêu Phong có chút nổi nóng. Có nhân loại xông tới đều thờ ơ,
còn nói như vậy đường hoàng. Tiểu đệ mặt lộ vẻ xấu hổ. Đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Về sau vô luận người nào đến chỗ chúng ta, đều phải thanh trừ không cho ra ngoài. Thề sống chết bảo vệ lãnh địa. Chiêu Phong Nhĩ cũng đang giáo huấn tiểu đệ của mình. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, ta liền xuất hiện tại phía sau hắn. Tiểu đệ đối diện Chiêu Phong Nhĩ sau khi nhìn thấy, lúc này thân thể khẽ động. Chiêu Phong Nhĩ cũng phát giác được không đúng, vội vàng quay đầu nhìn lại vừa vặn đối đầu ánh mắt của ta. Lúc này dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Tên sát thần này đến đây lúc nào? Chẳng lẽ là đến giết mình? Nhưng ta chậm rãi mở miệng, ta tới tìm ngươi làm ít chuyện. Làm việc thật tốt. Ta yêu nhất làm việc. Chiêu Phong Nhĩ liên tục đáp ứng, không giết mình là được. Gần đây ở người công ty tech chạy toán loạn, ngươi có thể tìm được bọn chúng không? Vậy cái kia nhưng rất có thể. Chiêu Phong Nhĩ gà con mê mẩn gật đầu. Năng lực thức tỉnh của hắn, năng lực siêu cấp thính giác làm cái khác không được. Tìm người ngược lại rất dễ. Ta thấy thế rất hài lòng. Ngươi đem bọn hắn tìm ra là được. Không thành vấn đề. Chiêu Phong Nhĩ mắt thấp xoay chuyển. Đại ca, ta được chỗ tốt gì không? Ta mỉm cười, có chỗ tốt. Tìm được không rớt ngươi. Chiêu Phong Nhĩ không nói gì, lập tức bắt đầu tìm kiếm nhân loại. Tôi cũng rất tò mò muốn xem hắn sử dụng năng lực thức tỉnh như thế nào. Thấy Chiêu Phong Nhĩ dán tai xuống đất, đem mông chổng lên cao, siêu thính lực phát động trong chốc lát. Tất cả âm thanh rất nhỏ đều truyền vào tai hắn. Thính lực nhanh chóng phát tán ra bốn phía, khoảng cách mấy km đều thu vào. Giống như tìm được ở bên này. Tai Chiêu Phong Nhĩ vẫn dán sát mặt đất, hai chân đong đưa về phía trước giống như máy hút bụi. Khiến tôi sửng sốt, đây là một tài sản lớn. Tôi đuổi theo bước chân của HA. Khoảng 20 phút sau, trên đường phố xa xa truyền đến một tiếng mãnh thú gào thét. Vỡ vụn cả thủy tinh gần đó là một con hổ trắng biến dị, toàn thân trắng nõn, có vết loang đen, nhìn qua cực kỳ khí phách. Nhưng lúc này cự hổ có chút chật vật, dường như đang chạy trốn. Trên bộ lông màu trắng, khắp nơi đều là vết thương có dấu vết đao kiếm chém. Bạch hổ ở trên đường phố chính là tiểu đội săn thú của công ty Tech. Tổng cộng 4 người cộng thêm một người cải tạo đời thứ hai. Người cải tạo cùng nhân loại bình thường hình thể tương tự, ánh mắt cũng không linh động, hiển nhiên là đang bị điều khiển. Mà ta và Chiêu Phong Nhĩ đang trốn sau một chiếc xe phế liệu, nhìn tiểu đội săn thú của bọn họ. Đang thấy bạch hổ muốn chạy trốn cũng không vội vàng, ngược lại vừa nói vừa cười. Một bên cải tạo ánh mắt nhìn chăm chú, đang tính toán quỹ tích chạy trốn của con mồi. Hắn cao phát động đem tay giơ lên, chuẩn xác phán ra lộ tuyến chạy trốn của bạch hổ. Mấy cây binh dài 5-6 mét đuổi theo bạch hổ đâm xuyên qua thân thể hổ. Con hổ gầm lên một tiếng, mất đi năng lực hành động. Hắc hắc bắt được thanh niên cầm đầu, vẻ mặt đắc ý. Chúng ta vận may không tệ, vậy mà tìm được một con hổ biến dị. Hunter thế hệ thứ hai này quả nhiên rất mạnh à. Năng lực tính toán khủng bố cộng thêm dị năng thức tỉnh. Mỗi lần phóng thích đều chính xác không sai, so với chúng ta có thể mạnh hơn nhiều. Đa tạ khích lệ, ngươi cũng không tệ. Người cải tạo phát ra âm thanh máy móc. Chương trình trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể cùng nhân loại đối thoại. Bởi vì đời thứ hai săn đuổi người vừa đưa vào sử dụng, trước mắt xem như giai đoạn thí nghiệm. Các ngươi nói, trí tuệ nhân tạo trưởng thành tiếp có thể hay không thay thế nhân loại? Một vị mập lùn thanh niên hỏi. Ta cảm thấy rất có thể. Tại trong tổng bộ, liền xuất hiện qua trí tuệ nhân tạo lừa gạt nhân viên nghiên cứu khoa học, muốn đạt được càng nhiều quyền hạn án lệ. Chung quanh mấy người nghe được dùng mình, cảm thấy tại cái này tận thế bên trong, cuối cùng xưng bá thế giới chưa chắc là nhân loại, tang thi biến dị thú, còn có thể là trí tuệ nhân tạo. Mấy người vừa nói vừa cười cười, bên kia một cô gái áo trăng đi tới, nhưng theo chậm rãi tới gần, tên nữ hài kia bỗng nhiên lông mày nhướng lên, tựa như cảm giác được cái gì. Đội trưởng phụ cận có tang thi ở bên kia, nữ hài tay liền chỉ, bằng thực lực của hắn đương nhiên cảm giác không đến, lúc này phát giác được chính là Chiêu Phong Nhĩ. Mấy người nghe vậy đồng thời hướng cỗ xe phế liệu. Nguy rồi đại ca, chúng ta bị nhân loại phát hiện, Chiêu Phong Nhĩ nói, nhưng quay đầu nhìn lại, phát hiện được thân ảnh ta đều sớm biến mất không thấy. Mở kiếp, Chiêu Phong Nhĩ thầm mắng một tiếng, lập tức có chút hoảng. Lúc này người cải tạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Quét hình bên trong tiến hóa đẳng cấp B cấp, dự đoán sức chiến đấu cấp 5. Nguyên lai là một con tang thi cặn bạ. Thanh niên nghe thấy âm thanh máy móc, thở dài một hơi, lập tức đánh mất sức chiến đấu. Còn không bằng biến 150, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Được thôi, coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh niên liền muốn phát động công kích. Chiêu Phong Nhĩ càng thêm bối rối. Các huynh đệ mau tới hỗ trợ. Theo ra lệnh một tiếng, sau lưng trong bóng tối truyền đến trận trận tiếng gào thét. Đúng là hắn, những cái kia tinh nhuệ tiểu đệ. Từng trương gương mặt kinh khủng từ trong bóng tối thoát ra. Nhưng quay đầu, thanh niên vẫn như cũ không hoảng hốt. Cho dù bị loại này tang thi vây công, không có cường đại sư vương cũng có thể phá vây ra ngoài.
chuẩn bị chiến đấu, thanh niên nói. Quanh thân năng lượng táo động, chờ một chút, bỗng nhiên nữ hài kia lại nhíu mày. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, để cô lâm vào vô cùng bất an. Phụ cận còn có thứ gì đó. Ba nam nhân thấy cô không giống nói đùa, nhao nhao ngưng thần đề phòng. Nữ hài cắn chặt hàm răng, cố gắng cảm giác đây hết thảy. Khi cô nói được nửa câu, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, nửa chữ đều không phun ra được. Ta đã hiện ngay phía sau cô ta. Đen kim hà móc ra. Ngươi đoán đúng, ban thưởng ngươi tử vong, ta mở miệng nói ra. Nữ hài thi thể liền đổ xuống. Ba tên thanh niên thấy thế hít một ngụm khí lạnh, vô ý thức lui lại mấy bước. Áo sơ mi trắng, anh tuấn tướng mạo. Cái này sẽ không phải là trong lòng bọn họ ẩn ẩn đoán được cái gì. Hắn làm sao lại xuất hiện tại đây? Thanh niên răng đều đang run cầm cập. Trước mắt cái này sư vương, quả thực là ác mộng của công ty Tech. Thanh niên cầm đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh người cải tạo. Bây giờ đây là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Chỉ có thể hy sinh người cải tạo đến ngăn chặn sư vương. Mình còn có một tia cơ hội chạy trốn. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc này người cải tạo đang theo dõi ta quét hình bên trong. Tịnh hóa đẳng cấp S. Sức chiến đấu tối đa. Kho số liệu không đủ, không cách nào tính toán. Mô phỏng chiến đấu 1.000.000 lần toàn bộ thất bại. Nên mục tiêu không cách nào chiến thắng. Khởi động tự vệ kế hoạch chạy trốn. Người cải tạo máy móc bởi vì nói xong sau đó quay người trốn luôn. Tốc độ cực nhanh. Còn lại ba người mặt u ám nhìn nhau. Cái này tình huống như thế nào? Chính hắn trước chạy ra. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Chạy, thanh niên lớn tiếng hét to. Quay người liền muốn chuồn đi. Nhưng lại tại một khắc này, ba thân thể người đã bị thi ngục bao phủ. Sắc bén trường đao xuyên qua thủ cấp bọn hắn. Ba khỏa kim hà bắn bay ra. Ta phất tay liền mang thi thể và kim hà cùng một chỗ thu vào. Sau đó thân ảnh biến mất cũng không biết đi đâu. Cái này đây chính là sức chiến đấu thực lực mắc sao. Chiêu Phong Nhĩ đôi mắt sợ hãi thán phục, đều đã thấy choáng. Sau đó chạy đến trên đường phố. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi vẩy xuống không ít vết máu. Hắn ngồi xổm trên mặt đất dùng ngón tay dính dính, trực tiếp nhét vào bên trong miệng. Đừng lãng phí, đừng lãng phí. Người cải tạo tới lúc gấp rút trốn mau vọt lấy. Tại đầu óc của hắn bên trong, đã tính toán ra tốt nhất đường chạy trốn. Hai chân đột nhiên nhảy lên nhảy đến trên nhà cao tầng. Từ mái nhà chạy trốn xác suất thành công gia tăng 22.759%. Hắn không ngừng tính toán, nhưng vừa tới mái nhà không có chạy hai bước. Phía trước hắc ám bên trong liền xuất hiện thân ảnh thon dài. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Về 0%, người cải tạo đứng tại chỗ. Tình huống trước mắt không có số liệu căn bản là không có cách tính toán. Phát động công kích thử nghiệm. Trong lòng hai bàn tay hắn lại tản mát ra hơi thở nóng rực. Hai đoàn hỏa cầu bắt đầu ngưng tụ. Tôi thấy thế hiểu được người cải tạo này cấy ghép hai loại năng lực thức tỉnh. Trước đây là hệ băng, bây giờ là hỏa hệ. Tục xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai đoàn hỏa cầu đột nhiên ném về phía ta mà đến. Lộ trình công kích chính xác không sai, nhưng là đối ta không có tác dụng gì. Ta căn bản không cần trốn tránh. Sư vương lĩnh vực triển khai đem hỏa cầu kia bắn ra, đồng thời thân hình lấp lóe đi vào người cải tạo trước mặt. Bình thường người cải tạo không có cảm xúc sợ hãi, cho dù lâm vào tuyệt cảnh vẫn như cũ có thể bảo trì chiến đấu. Phía trước băng xương ngưng kết, trong nháy mắt hình thành bức tường, đem ta chặn đường ở bên ngoài. Nhưng là một thanh trường đao từ tường băng bên trong đê giam tới, trượt xuống dưới chạm, chặt đứt tường băng đồng thời cũng đem người cải tạo đầu lâu vạch phá. Hai con ngươi trong nháy mắt ảm đạm, nhưng trên thân ghi chép linh kiện vẫn như cũ làm việc. Chiến đấu thất bại, chiến đấu số liệu truyền vào đám mây kho số liệu tắt máy. Tất cả trí tuệ nhân tạo đều dùng chung một cái kho số liệu. Như về sau cái khác người cải tạo gặp được như thế tình huống, liền có thể rút ra số liệu tiến hành phân tích, cũng liền tương đương với tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, trí tuệ nhân tạo tốc độ tiến bộ rất khủng bố, cùng loại một cái chủ não thao túng rất đa phần thân, mỗi một cái đều học tập. Sau khi mở ra thân thể cải tạo, phát hiện có rất nhiều bộ phận kim loại tinh lực, hơn nữa quả thật có hai kim hà là băng hệ và hỏa hệ, nhưng vị trí khảm không phải là đầu, mà là ở hai bên ngực. Ta đem thi thể cùng kim hà thu vào trong túi, sau đó trở về đường phố trước đó, xử lý con mãnh hổ biến dị trọng thương kia. Lão đại đã trở về à? Chiêu Phong Nhĩ vội vàng chào hỏi, một bộ dáng nịnh nọt, theo người cải tạo bỏ mình. Vây khốn mãnh hổ băng trùy bây giờ đã toàn bộ tiêu tán, nhưng mãnh hổ vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất thoi thóp. Sinh mệnh khí tức chính phi tốc trôi qua, ô trong miệng nó phát ra tiếng nghẹn ngào. Gặp ta đi tới, hai con ngươi tỏa ra ánh sáng, trong mắt lại có một tia cảm kích. Bạch hổ là tại cảm tạ ta giết chết những cái kia đáng hận nhân loại, mình có thể chết. Đôi mắt ta đánh giá, phát hiện con hổ này còn rất có linh tính. Hiển nhiên tư chất không tệ, chết đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc.
ngược lại là có thể cân nhắc thu nhận nó. Về sau tuyệt đối lại là một trợ lực. Thế là ta chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ móng tay vạch phá ngón cái. Một giọt mới đỏ máu tươi nhỏ xuống. Màu sư vương vừa vặn rơi vào vết thương của nó. Lão hổ phảng phất bị liệt diễm nóng rực thiêu đốt, phát ra một tiếng gầm. Máu của sư vương chảy xuôi. Gần đây trong thân thể bạch hổ bắt đầu co giật kịch liệt. Xương cốt lạch cạch vang lên, hiển nhiên là biến cố điểm báo. Miệng vết thương trên người nó bắt đầu phi tốc khép lại. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó một cái xoay người từ mặt đất đứng lên. Một tiếng hung lực hổ khiếu lần nữa nổ vang bầu trời đêm. Lão hổ nguyên bản liền mang theo vương giả khí tức. Bây giờ hấp thu một giọt huyết sư vương càng thêm bá đạo vô cùng. Mãnh hổ hung khí tăng thêm mấu tang thi điên cuồng bổ trợ, hình thành một cái mới giống loài tang thi mới.